Tiếp theo là cái đuôi siêu độc đáo. Nó có thể làm đủ trò với cái đuôi của mình. Như bạn thấy đó, thú mỏ vịt và trái cá trông như hai anh em song sinh cùng đuôi vậy. Nhưng thú mỏ vịt không sử dụng đuôi để bơi trong nước như nhiều người tưởng. Thay vào đó, nó sử dụng đuôi làm nơi lưu trữ chất béo của cơ thể phòng khi thiếu thức ăn. Và thú mỏ vịt cái còn sử dụng cái đuôi này để giữ trứng nữa. Quả là những công dụng không ai ngờ đến.